Rồi, Nhật xin chào các bác. Em liền sóng hai con máy lọc khí Daikin, gọi là dòng Daikin cột, mẫu mã đời mới các bạn. Dòng này rất là VIP nhé, cực đẹp luôn, và giá cả thì cũng rất là hợp lý, đời cao. Ở bên này là một cái con Daikin cột màu nâu rồi các bạn này, vỏ nguyên bản nhé, rất là mới đẹp luôn, màu nâu rất là đẹp nhé. Sang trọng. Đấy, con này màu đen. Hai con này em báo giá luôn, bán đồng giá là 2,3 triệu một chiếc. Máy đã được đấu biến áp điện 220V. Đấy. Hai chiếc này thì các bác dùng cho phòng nó loanh quanh vào khoảng 35-40m² đổ lại. Một con màu đen bên này là sản xuất năm 2015, 58W. Con nâu bên này là sản xuất 2016, MCK 55S, cũng 58W. Hai con này thì đều đấu biến áp điện 220V rồi ạ. Tình trạng nguyên bản, nguyên zin 100% luôn. Thay màng HEPA mới cho các bạn nhé. Màng ẩm đẹp như mới luôn này. Đấy. Màng HEPA thay mới. Màng HEPA thay mới tinh nhé. Đấy. Hai con em đều thay màng mới rồi. Màng HEPA thay mới. Màng ẩm đẹp, màng HEPA thay mới. Ẩm đẹp, cực đẹp các bạn ạ. Con này màu nâu này, màng HEPA em thay mới nhé. Ngày mới em chả bóc ra làm gì này. Hai chiếc lọc khí Daikin cột đời mới đẹp. Những cái chiếc này thì hiện tại bây giờ hãng vẫn đang bán, nó xuất chỉ loanh quanh khoảng 8-9 triệu đấy các bạn. Em không nắm rõ giá đâu, nhưng nó khoảng như vậy. Vẫn bán mới, đây có 2,3 triệu một chiếc thôi. Trên máy thì cảm biến em thay mới chuẩn đét rồi nhé. Các chế độ báo bụi mịn 2.5 PM này, báo phần trăm độ ẩm 70%, cảm biến thay mới tinh. Để hai con này em thay cảm biến chính hãng luôn nhé. Đấy. Báo ẩm này, các chế độ lọc khí các thứ các, đấy. Các chế độ chạy. Đấy. Còn mình đã bật tắt bù ẩm đây. Đấy. Đấy. Con này thế vậy thôi, hai con giống hệt nhau, giao diện dễ sử dụng. Bật tắt bù ẩm này. Hình thức đẹp quá, hình thức đẹp nguyên bản nhé, màu nâu, màu đen. Giao diện bọn này thì nó không dễ quá rồi. Trên nóc này thì là cái phần bản nóc này. Đấy. 2,3 triệu một chiếc, giá siêu rẻ luôn. Các bác bảo hành 1 năm. Các bác có nhu cầu các bác ủng hộ nha. Chào các bác.